À, vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Hiện tại thì em vẫn đang sẵn kho hai miền Nam Bắc pin nong 450W mới cứng anh em nhé. 1 triệu 800 nghìn và 1 triệu 850 nghìn tùy theo kho. Anh em nhé. Đấy, thì uh, buổi chiều hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một cái combo bé tí tẹo tiểu teo thôi. Dành cho các cái bác coi như là tài chính còn hạn hẹp, kinh tế còn khó khăn. Anh em nhé, tổng một cái combo của nó anh em có thể dùng thoải mái điện rồi. Nó có chỉ có 1 triệu 930 nghìn thôi anh em. 1 triệu 930 nghìn em bao phí vận chuyển luôn anh em nhé ấy anh em mình quan tâm thì có thể là chụp lại và và và, và tham khảo là anh em này. Hiện tại điện áp nó đang ở mức 14,0 V này. 14,0 Thực ra là nó rất là dễ nhìn đấy, nhưng mà đây nó cứ chớp như này là do khi mà mình 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 quay qua video ấy là nó cứ kiểu bị như thế anh em nhé Đấy. Nhưng mà không sao đâu. Cái này để để mình có thể là là, là mình quan sát được hết, nhìn bằng mắt thường thì rất là dễ. Đây 14.0 này. Và em có thể là Bật là, 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 là. bật bật đèn này Bật đèn Bật đèn anh em nhé Đấy bật đèn này Đấy sạc điện thoại này Hiện tại đang sạc 10% này Hoặc là em rút cái này ra này Em sạc bằng cái này này Đấy Vừa quay vừa sạc cho nên là nó hơi bất tiện Hơi anh em cũng phải thông cảm một chút này Đấy, sạc 92%. Ok anh em nhé, rút sạc này. Đấy, rút sạc. Ờ, thì bao gồm là, con con này bao gồm cái gì ạ? Bao gồm có một tấm pin 100W, giá 1 triệu 050 nghìn. Một đồng hồ đo là cái này. Em đã bấm sẵn vào trong một cái hộp, nhiều hộp như này. Thì nó sẽ cực đẹp. Đây, anh em nhìn thấy 14 triệu, 14V ấy, 14V3, nhìn bằng mắt thường là rất là dễ, nó không có chớp đâu. Nhưng mà nhìn qua video nó sẽ thế, một cái đồng hồ như thế. Một cái đồng hồ đo, 12V, cái này đồng hồ đấy để nhiệm vụ là để biết được mình là bao trong bình nó bao nhiêu V và đang sạc được bao nhiêu V rồi. Một cái sạc điện thoại, một cái sạc điện thoại là cái này anh em nhé. Anh em có thể là sạc khi mà cắm điện và âm đúng âm dương nó sẽ lên cái đèn này. Và anh em mình có thể sạc tất cả các loại điện thoại anh em nhé. Đấy, một cái sạc điện thoại bằng 12V. Tất nhiên là anh em mình uh, có thể sạc bằng xe máy anh em nhé. Đi anh em mình uh, đi xe máy nhưng mà không có sạc điện thoại, anh em mình có thể thủ theo cái này, nha, sạc thoải mái. Anh em có thể mua lẻ anh em nhé. Đấy, một cái đèn 12V là cái này dạng đông 12V 12W. Em cam kết với các bác chạy cả đêm không hết điện nhé Một cái ắc quy xe điện, ắc quy này. Đấy. 600 000 Tất cả các cái tất cả những cái, cái cái cái, mặt hàng này nếu như các bác mua combo là nó đã bao gồm phí vận chuyển anh em nhé Đấy, còn nếu các bác mua lẻ các bác phải cộng một cái đơn hàng và tùy theo là tấm pin hay là là, là 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 là, cái sạc các thứ là nó phải cộng tiền cước vào anh em nhé Còn nếu như thế này là bao gồm phí vận chuyển luôn em ưu tiên gửi xe khách xe tải anh em nhé Đấy, cái này thì mặt hàng này có sẵn ở Thái Nguyên và em giao hàng toàn quốc. Ship code thoải mái đặt đặt cọc 100 000 anh em nhé Đặt cọc tiền cước thôi. Đấy. Thế thì cái bộ này combo này nó làm được gì và nó gồm cái gì anh em nhé Cái đầu tiên là em phải giới thiệu với anh em này. Đấy. Nó là một tấm pin có một tấm pin này. Với kích thước của nó là 73 này. Nhân với lại 70 anh em nhé Một tấm pin 73 x 70. Đây em tham vào đây để em giới thiệu cho anh em cho nó kỹ hơn này. Đấy, một tấm pin 100W. Đấy, công suất là 100W, điện áp là 20,52V. Kích thước 7 28 x 700 x 30 mm, nặng 5,2 kg. Ok anh em. Pin mono anh em nhé 1.050.000đ. Cái này bao phí vận chuyển anh em ạ. Đấy. Thì uh, em sẽ thông qua cái cầu dao này. Em sạc thẳng vào cái bình này anh em nhé sạc thẳng vào cái bình này và nó sẽ thể hiện hết thông số ở trên này Đấy. khi mà cái thông số này đến 14.5 thì anh em tắt đi cho em tại sao em lại cố tình làm như thế này và không thông qua điều khiển sạc bởi vì cái tấm pin này nó rất nhỏ nếu như thông qua điều khiển sạc thì chưa 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 sạc đầy thì cái điều khiển sạc nó sẽ báo là đầy rồi và nó sẽ ngừng ngắt nó ngắt gây ra cho bình của mình là lúc nào cũng đói nhưng mà khi nghe qua điều khiển sạc thì nó lại ngắt sớm cho nên là khi mà mình có lắng thì mình dùng thoải mái nhưng tắt nắng một cái thì bình không còn lưu được điện bởi vì cái điều khiển sạc nó lại báo là đầy rồi nên là nó không không sáng nữa thì thay để để khắc phục cái nhược điểm đó thì em ghim thẳng anh em nhé ghim thẳng đây này ghim thẳng anh em nhìn tinh nhiên đồng hồ này nó cũng chỉ có 13.5V thôi chứ không thể nào mà 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 gây cho là phù bình với này kia nhé đây là 13.5 anh em thấy rõ không 13.5 thì đấy là trong trời dâm còn em để ra nắng này để ra nắng nhé để ra nắng thì nó cũng chỉ lên được hơi một chút thôi. Đây. Hiện tại nó là 13.8 rồi. Đấy. Và khi khi mà đến 14.5 thì anh em mình cúp cái cầu dao này xuống anh em nhé. Khi cái 14.5 thì anh em cúp cầu dao xuống. Đấy. em anh em sẽ thiết kế như thế thì đảm bảo cái bình này của anh em nó rất đầy. Đấy. Càng ngày công nghệ càng mới nhưng mà cái công nghệ mà điều khiển sạc ấy thì em cho rằng nó nó không 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 hiệu quả. Anh em mình ngày xưa sạc cái bình cá quy mà mà bằng điện lưới đấy mà có mỗi một con diode không ấy thì anh em mình thực ra mà nói là cũng chỉ áng áng thời gian để anh em mình ngắt thôi chứ làm gì có có cái tự ngắt đâu anh em thấy hiểu không thì cái này cũng thế cái này anh em áng thời gian đây này bắt đầu nó lên được 14.6 chấm sáu này nếu mà em kẹp vào kẹp kẹp tải vào thì nó sẽ giảm đi anh em nhé bởi vì cái bình này em mới bình mới mà bình mới để quay video cho các bác thì nó sẽ rất là là nhanh đầy đấy em kẹp vào thì cái này nó sẽ giảm xuống nó giảm xuống mất mấy vôn thôi nhưng mà cam kết với các bác là với cái bình ắc quy bé tẹo này nhá. Các bác bật cái bóng này ấy, với cả sạc điện thoại này ba 3 ngày 3 đêm không có hết anh em nhé Liên tục. Đấy. Chứ là các bác cứ sắm một bộ này với cái đơn giá là 1 triệu 930 nghìn ấy. Thì trong vòng khoảng Cái tấm pin này khoảng chục năm Thế còn cái bình này khoảng 5 năm Thì các bác không có nghĩ cái chuyện là, là thiếu điện nữa Anh em nhé Bão gió, bão bùng thì mặc kệ nó Đấy Với hai chưa đến 2 triệu mà bao ship luôn và đầy đủ các cái loại phương tiện để anh em mình có thể quan sát theo dõi đây. 10 14.5V. Đấy, là lỗ đầy rồi đấy anh em nhé Kẹp cả bóng đèn vào rồi vẫn 14.5. Thì 14.5 chính là cái mức đầy của ắc quy và khi mà đạt 14.5 thì anh em mình sẽ rút cầu dao xuống. Còn nếu mà nó đầy quăng đét lên thì tức là mình phải dùng bớt đi nhá. Nếu mà dùng không không dùng ấy thì điều điện quá thì cũng sẽ gây hại cho bình. Đấy, khi mà mình cúp điện xuống nó còn 13.8. Và với cái mức 13.8 này xuống đến 11.5 ấy thì các bác có phải dùng mấy đêm cũng chẳng hết điện anh em nhé đấy là một cái combo, combo mà cái gọi là máy phát điện năng lượng mặt trời. đấy, thì cái máy phát điện này nó cực kỳ hiệu quả và hữu ích, nó khắc phục được cái nhược điểm của của uh, cái điều khiển sạc PVKM đấy, chưa nó luôn luôn báo ảo báo đầy sớm và ngắt sớm thì gây ra là hiện tượng là không đủ điện trong bình, không cầm được điện lâu thì anh em mình sẽ sử dụng trực tiếp như thế này. thì tất cả những cái những cái về cái, cái 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 vật tư mà em bán lẻ ở trên này nhé thì em đều có bán lẻ các bác nhé các bác cần cái gì các bác mua cái đó thì các bác cứ liên hệ với cái số zalo em ghi ở phía trên màn hình ấy đấy thì em đã tự làm cái này làm rất là nhiều và cái giá thì em cũng đã nêu công khai rồi đấy cái này thì em sạc chế bằng cái tẩu thuốc thôi cái tẩu sạc ô tô đấy anh em ạ anh em mình có thể tự chế được em chế sẵn như thế này và để sẵn đánh dấu sẵn đầu âm dương đầu cốt đồng hoàng nhé bấm cốt hết nhá thì là, là là, là, theo giá của nó là cái uh, trên giá mà em đã bao bao gồm ở trên bao gồm phí vận chuyển và em đã, đã đã, 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 ghi rất rõ trên này rồi đồng hồ là 90.000 sạc điện thoại là 100.000 đèn 12V là 90.000 ắc quy là 600.000 và pin uh, 100W là 1 triệu 050.000 anh em mình có thể mua trọn bộ như thế này thì tất cả anh em ở vùng sâu vùng xa vùng căn cứ hải đảo vùng không có điện lưới hoặc có điện lưới mà vùng lũ lụt nó mất lưới thì anh em mình có thể sử dụng cái này anh em mình có thể sử dụng rất là nhiều sạc được rất nhiều điện thoại nha anh em nhé sạc rất nhiều điện thoại chứ không phải một chiếc đâu nếu mà sạc điện thoại ấy, anh em có thể hàng chục sạc hàng chục cái nhé nó không đáng bao nhiêu điện cả đấy thì cái này là một cái hiệu quả cực kỳ hiệu quả và cực kỳ hữu ích cho anh em có thể sử dụng và với cái máy phát điện rẻ tiền như thế này anh em nhé nó chẳng có gì cả nhưng em đấu rất chắc chắn này dây rất là to này đấu đầu cốt nhựa này đấy thì nó rất là bền và cái này em cho vào trong hộp anh em mình có thể là mở lắp và khoan dính lên tường thì anh em mình có thể là là lúc nào cũng có thể đấy 13.4 lúc nào 13.4 à, mình cứ sử dụng sở dĩ dùng cái đồng hồ này để mình biết rằng là nó đang sạc vào bao nhiêu anh em nhé không có đồng hồ mình chẳng biết sạc bao nhiêu cả cái này mình không cần quan tâm là sạc được bao nhiêu dòng à nếu mà mình muốn sạc dòng ấy thì mình như em thì có cái 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 đồng hồ chuyên dụng anh em nhé đấy có cái đồng hồ chuyên dụng thì em sẽ biết được là, là sạc bao nhiêu đây em kẹp vào đây phát là biết ngay đấy à, đang về zero rồi à, cúp cầu dao rồi thì làm gì có dòng nào đấy dập cầu dao lên này đây đang sạc vào 3,32 mb 3,32 mà nhân với lại 14 V đây. 34 12. À, 3 30 30 thì nó rơi vào khoảng 40 W anh em ạ. À, sạc vào 40 W vào bình. Đấy nó vẫn cứ sạc thế thôi. Thế nếu như em có chuyên dụng thì em có thể sẽ đo được nhưng các bác thì không cần đo, các bác không quan tâm. Khi mà cái bình của bác đói xuống 11.5 hoặc 12 mà các bác kẹp cái tấm pin vào mà cái đình cái điện áp của cái đồng hồ này nó tăng lên thế là được anh em nhé chứ mình cũng chả cần quan tâm đồng hồ được bao nhiêu a làm gì cả nếu như mà có cái điều khiển sạc ấy, thì thì nó lại báo đầy và nó không được đầy bình thì mình cứ sạc thẳng như này cái này không không hỏng anh em nhé hỏng em đèn đấy hỏng em đèn đấy 14 14.5 14.7 kệ nó thì khi mà đến 14.5V này nó đầy bình rồi thì mình cắt nó đi đấy khoảng nếu như các bác mà sạc cái tối hôm trước các bác dùng hết rồi còn đến 11V nhá thì hôm sau các bác cứ sạc cả ngày nó cũng chỉ gọi là đến 10 mức 10 là đầy thôi 14.5 thôi các bác không sợ không không cần phải ngắt nếu như hôm trước mà dùng ít quá thì các bác căn căn mấy giờ mấy tiếng thôi các bác đóng cầu dao lên cho em và tắt đi cho em nhé chứ nó không thể nào nguy hại được đấy là một cái combo cực kỳ rẻ tiền và 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 và, và, và hữu ích cho anh em trên mọi miền tổ quốc anh em nhé đấy anh em yêu mến và quan tâm thì xin vui lòng liên hệ 0989971780 một triệu chín trăm nghìn bao ship toàn quốc với cái bộ uh, máy phát điện năng lượng mặt trời ok anh em nhé xin chào anh em